tham dự Graphic Vinh Vàng Về Nhà, một chương trình ca nhạc tưng bừng hấp dẫn tại giáo xứ Thánh Phêrô Dallas trong 2 ngày thứ 6, thứ 7, ngày 6, ngày 7 tháng 5, với sự tham dự đông đảo của các ca sĩ nổi tiếng hiện nay, MC Giáng Ngọc và Trường Sơn, đặc biệt với sự có mặt liên tục trong 2 ngày của ca sĩ Lê Huy. Bàn bảo trợ 2.000 Mỹ Kim, VIP 1.000 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trường Sơn 972-750-0903 hoặc web trườngsơnmusic.com.